Ok, xin chào bạn, rất vui được gặp lại bạn trong video ngày hôm nay. Và mình là Trần Thắng, là người đồng hành cùng với bạn tại Bất Động Sản Long Thành trên trần.tv. Và một tuần rồi chúng ta lại gặp nhau thì có nghĩa là một tuần rồi Thắng mới ra được một cái video. Bởi vì tuần rồi thì Thắng khá là bận khi đi khảo sát với các bạn tại Long Thành và Nhân Trạch. Thì qua video này thì Thắng cũng cảm ơn sự tin tưởng của các bạn và cái sự tương tác từ các bạn để xuống đây chúng ta cùng nhau đi khảo sát và cùng nhau nói về những câu chuyện đầu tư. Ok, và cũng cảm ơn những cái bạn coi và ủng hộ kênh YouTube của Thắng, đã cho Thắng những comment hay là cho Thắng những cái inbox góp ý để làm sao những cái video sau ấy Thắng cải thiện video được tốt hơn. Một lần nữa Thắng thật sự xin cảm ơn các bạn. Và sau chuỗi 5 video đầu tiên ấy, thì video ngày hôm nay Thắng nghĩ Thắng phải làm ngay cái video này, bởi vì đây là một video mà Thắng nghĩ khá là quan trọng, bởi vì Thắng sẽ nói hết về cái kế hoạch của huyện Nhân Trạch trên cái video này một cách tổng quát nhất, ngắn gọn nhất để các bạn có thể mường tượng được và các bạn có thể hình dung được cái tổng thể như thế nào. Từ đó, từ cái tổng thể đó thì chúng ta có thể viết ra được cái kế hoạch đầu tư của chúng ta trong năm sau, nhiều năm sau nữa. Ok, thì hiện tại Thắng đang ghi cái video này ở gần đường Lý Thái Tổ Bến Cam nên có thể là khá là ồn, nên các bạn thông cảm nhé, tại vì bên ngoài đường ấy, xe đi lại khá là đông, các bạn thông cảm. Thì đây đây là cái kịch bản mà Thắng phải soạn ra để nói với video các bạn. Chưa sợ nhiều khi là phải ghi ra các bạn, ghi ra thì không sợ, không sợ bị quên mất đó. Ok, rồi ok, bây giờ Thắng sẽ mở cái phần mềm quy hoạch này nha các bạn nhé. Đây đây là cái phần mềm quy hoạch. Ok rồi, đây là cái bản đồ quy hoạch của huyện Nhân Trạch từ năm 20 từ năm 2020 tới năm 2030. Và đây là tổng thể của huyện Nhân Trạch. Thì huyện Nhân Trạch, như các bạn biết, cái vị trí của huyện Nhân Trạch ấy, thì làm giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh, ôm hết cái bên đây, bạn nhìn này, bạn nhìn này, ôm hết thành phố Thủ Đức này, bên đây là thành phố Thủ Đức nhá, ôm hết qua bên đây của thành phố Hồ Chí Minh, bên đây là Cần Giờ này, bên đây là bên Nhà Bè, bên các giáp các tỉnh miền Tây. Ok, thì bên Nhân Trạch ấy, có Nhân Trạch có cái diện tích ấy là 441,89 ha diện tích của Nhân Trạch nha, và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là 30 km thôi. Hiện tại Nhân Trạch cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là 30 km nên nó có rất nhiều cái lợi thế khi giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách nhau với có một con sông thôi, và đó là cũng là một con sông mà rất nhiều người muốn được đấu nối cái cầu qua qua bên thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại Nhân Trạch ấy có cái vị trí như các bạn biết là như Thắng vừa nói là nó giáp thành phố Hồ Chí Minh không, thì ngoài cái việc giáp thành phố Hồ Chí Minh ấy thì các bạn nhìn này, cái vị trí Nhân Trạch nó có cái đặc biệt nữa, đó là ở đây các bạn nhìn này, từ các bạn nhìn bàn tay của Thắng nhá, đây từ đây này các bạn nhìn thấy không, đây là sông nha, có ba mặt giáp sông. Đây là một cái lợi thế cực kỳ tốt cho Nhân Trạch, ba mặt giáp sông này. Thứ nhất, nó đem lại về cái lợi thế về khí hậu, đúng không ạ? Ở đó có sông thì sẽ tạo ra được cái sự mà nó điều hòa không khí và tạo ra được cái sự mát mẻ và cho cái huyện đó. Thế này là con sông Đồng Nai, đó, nó ôm hết ba mặt của huyện Nhân Trạch này. Đây, ok chưa? Thì còn mặt bên đây thì không có ôm, nhưng mặt bên đây là bên đây là và bên đây là giáp huyện Long Thành. Thì bên huyện Long Thành có một cái gì các bạn nhớ, một cái siêu dự án gì các bạn biết không, đó là siêu dự án sân bay Long Thành đạt tiêu chuẩn cao nhất của tiêu chuẩn sân bay quốc tế. Ok, với dung lượng khách khi mà hoàn thiện hệ hạ tầng ấy thì sân bay Long Thành có thể đón được 100 triệu khách một năm, với giai đoạn 1 thì là 20 triệu khách. Ok, và chính vì Nhân Trạch có cái vị trí mà giáp thành phố Hồ Chí Minh và Nhân Trạch có ba mặt giáp sông như vậy thì một cái lợi thế tiếp theo đó là sao, có lợi thế về thông thương, về xuất nhập khẩu các bạn ạ. Bởi vì sao, khi mà một doanh nghiệp ấy mà đang muốn tiết kiệm cái chi phí ấy, thì cái đầu tiên người ta nghĩ tới đó là
là tiết kiệm cái chi phí vận chuyển, bởi vì chi phí vận chuyển trên đường bộ, hệ thống đường bộ, mà cái chi phí vận chuyển trên hệ thống đường bộ thì rất là cao và nhiều khi còn tắc đường và rất là nhiều thứ khác các bạn. Chính vì vậy cái đường sông có hệ thống sông dày đặc này, có hệ thống sông bao quanh như vậy là một lợi thế cho cái việc xuất nhập khẩu, và hơn thế nữa những cái nhánh sông nha, đây là sông chính này, và hơn thế nữa có những cái nhánh sông đi sâu vào bên trong, đi sâu vào bên trong nha. Tí nữa Thắng sẽ mở vệ tinh như các bạn, có những nhánh sông đi đi sâu vào bên trong thì nó càng tạo ra cái lợi thế cho Nhân Trạch nhiều hơn. Bởi vì sao? Chính vì vậy mà Nhân Trạch ấy hiện tại được quy hoạch là đến 10 khu nghiệp các bạn, 10 khu nghiệp, từ khu công nghiệp 1 cho tới khu công nghiệp 7. Hiện tại khu công nghiệp 7 đang đang làm, hiện tại có khu công nghiệp 6 và khu công nghiệp 7 đang làm, và có những có thêm ba những có thêm ba cái khu công nghiệp tên khác nữa. Ok, chính vì vậy mà khi mà cái nguồn vốn FDI mà đổ vào thì người ta phải nhìn vị trí địa lý đó có phù hợp không. Thì khi mà nguồn vốn đổ vào đó, cái nguồn vốn đầu tư ấy, nguồn vốn FDI là nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài nó đổ vào để họ mở những khu công nghiệp, mở những cái nhà máy để sản xuất, thì họ sẽ nhìn vào cái vị trí đó thì để họ đầu tư vào, và cái vị trí Nhân Trạch này đáp ứng được hoàn toàn cái điều đó. Ok, và một cái điều nữa đó là gì đó đây, còn về hệ thống giao thông đường bộ thì sao các bạn? Nhân Trạch nhé. À, trước khi mà Thắng nói về hệ thống giao thông đường bộ ấy, thì Thắng nghĩ Thắng sẽ mở cái vệ tinh lên cho các bạn nhìn. Đây, vệ tinh đây. Để các bạn quan sát thực tế trước về cái vị trí của Nhân Trạch. Đây, ok. Nhân Trạch này, các bạn nhìn đây nha. Các bạn nhìn nhìn trên con chuột của Thắng này. Đây là cái tuyến cao tốc này. Đó, thì vị trí này Thắng đang ngồi đây này. Ở đây này. Đấy, ngay cái đầu nối của đường Trần Phú hay là đường 319 với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nó là ngã tư Bến Cam. Ok, và bây giờ này Nhân Trạch này, ví dụ nó xuất phát từ cái điểm này nha, từ cái điểm cao tốc này này, đó, sông này, sông bao xung quanh này, đây đấy, bên đây là thành phố Thủ Đức này, đấy giáp danh với thành phố Thủ Đức, thành phố không đúng Silicon mà thành phố đô minh thông minh sáng tạo đó. Ok, rồi bên đây giáp qua bên đây là bên Nhà Bè này, Tân Phú này. Được chưa? Rồi, đi qua bên đây tiếp, bên đây cũng giáp thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây là gì các bạn? Các biết là đây gì không? Đây là gì đấy? Cần Giờ nhé các bạn. Đây, đó, đi xuống xuống đây. Đó. Rồi. Bọc này trên đây và đi về phía này. Đi về đây, đó thì đúng xung quanh giáp sông và giáp với cả thành phố Hồ Chí Minh. Đấy con thành phố Hồ Chí Minh và bên đây là giáp với sân bay Long Thành. Ok. Thì tiếp tục chúng ta trở lại cái bản đồ quy hoạch đấy. Về cái hệ thống giao thông đường bộ thì sao nhỉ? Về cái hệ thống giao thông đường bộ thì trước mắt ấy chúng ta đang thấy là có một cái cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì bản vẽ cái quy hoạch này thì nó không thể hiện hết. Ở đây chúng ta có cao tốc này. Đây, cao tốc, một tuyến cao tốc này đang hoàn thành và đang được lưu thông rất là nhiều. Ok. Đó, vậy là một mặt chúng ta giáp với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn đây là phía trên nha, còn phía dưới hay sao? Phía dưới chúng ta giáp một cái cao tốc tiếp theo, đó là cao tốc gì? Cao tốc Bến Lức, bắt đầu từ bên Long An. Đâu rồi? Đây, các bạn thấy cái đường MM không? Các bạn thấy cái vệt MM không? Đây nhá, các bạn nhìn nhá, từ bên Long An này. Đây này, anh chỉ lấy từ đây thôi. Đây, đấy, theo đường MM đấy nhá. Đây, đi vào địa phận huyện Nhân Trạch, Phước Khánh này, đi qua Phước Khánh này. Hiện tại cái tuyến đường này đang làm rất lâu rồi, nhưng mà do cái nguồn vốn nên bây giờ đang bị ngừng thi công, và Thắng cứ hy vọng là cái tuyến cao tốc này được kết nối, được làm hoàn thiện để cho các tỉnh miền Tây mà kết nối với Nhân Trạch sẽ rất là thuận tiện và đi về sân bay Long Thành cũng rất là tuyệt vời. À, nó sẽ tạo ra cái đà phát triển kinh tế cho Nhân Trạch cực kỳ là kinh khủng. Với những khu công nghiệp này, 10 khu công nghiệp như vậy thì kéo cái lượng dân về rất là đông các bạn. Ok, rồi. Đó, tuyến cao tốc Bến Lức này. Đây, đi qua Nhân Trạch này, song song với tuyến đường Hùng Vương và chạy đấu nối vào với quốc lộ 51, đấu nối vào quốc lộ 51 và còn một tuyến đường khác nữa. Đây, các bạn nhìn đây, đây là Bến Lức này, đây, đây Bến Lức này, ôm phía bên đây của huyện Nhân Trạch, đi về đây, ok, đó, bên trên có cao tốc Long Thành, thành phố Kim Long Thành, bên dưới có cao tốc Bến Lức. Rồi bên tay trái thì chúng ta
khu này chúng ta giáp sông. Ok, còn bên đây thì sao? Bên đây chúng ta giáp với cả cái gì các bạn? Đây, bên đây thì chúng ta có quốc lộ 51 này, quốc lộ 51 mà. Quốc lộ 51 này thì nó đi từ thành phố Biên Hòa xuống tới Bà Rịa Vũng Tàu, xuống với Vũng Tàu. Đây, chỉ mặt bên đây Nhân Trạch giáp với quốc lộ 51 là một cái tuyến đường rất là chính, tuyến đường chính của tỉnh Đồng Nai. Ok, và song song với quốc lộ 51 ấy, thì chúng ta có cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này thì hiện tại chưa có làm. Ok, nhưng trong tương lai thằng nghĩ là tuyến này phải làm sớm thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng đang rất là có tầm quan trọng để phát triển cái sân bay Long Thành ở đây, ở vị trí này nha các bạn. Đây, cái tuyến cao tốc nó nằm ở bên đây. Đó, còn sân bay Long Thành sẽ nằm ở đây. Thấy chưa? Thì các bạn nhìn thấy nè, Nhân Trạch nằm ở giữa, sân bay Long Thành nằm ở đây. Và tất cả xung quanh chúng ta có hệ thống sông ngoài dày đặc để phát triển về xuất nhập khẩu. Thì Nhân Trạch ở giữa và trên đây, phía bên trên với hai bên ấy là thành phố Hồ Chí Minh. Thì Nhân Trạch đang được coi như là một cái rốn, một cái rốn của nhiều nơi tập hợp về. Ok, Vũng Tàu chúng ta đi lên, sân bay chúng ta đi vào, và Biên Hòa chúng ta đi xuống, và thành phố Hồ Chí Minh cũng kết nối với cả thành phố Thủ Đức và hai bên bên này là Cần Giờ, đúng không ạ? Rồi, hơn thế nữa thì Nhân Trạch còn một cái điều đặc biệt nữa, đó là mà cái điều đặc biệt này thì thường thường nhiều năm nay rất nhiều nhà đầu tư được mong đợi, đó là hai cây cầu này. Thì Thắng có một cái video Thắng đã làm trước đó rồi, đó là cầu Nhân Trạch hay được gọi là cầu Vành Đai 3. Nó cái cầu này nó thuộc tuyến đường Vành Đai 3 bắc từ trên Tân Vạn đi xuống Nhân Trạch Đồng Nai. Và cái cầu này thì dự kiến là cuối năm nay sẽ được khởi công nha. Dự kiến là cuối năm nay nha các bạn. Thì cái dự kiến nó chỉ là dự kiến thôi, còn thực tế thì chúng ta không thể nào biết được tương lai có làm thật hay không, chúng ta không biết được. Nhưng Thắng cũng đang rất là mong mỏi cái cầu này. Cái cầu này cực kỳ là tuyệt vời. Ok, còn cầu thứ hai nữa đó là cầu Cát Lái. Cái cầu Cát Lái này thì Thắng cũng đã phân tích trong cái video trước đó rồi. Cầu Cát Lái là một cái cầu mà thực sự rất là tốn rất nhiều giấy mực rồi. Và thực sự nó cũng đang chôn vùi rất là nhiều nhà đầu tư ở Nhân Trạch. Ok, 10 năm trước thì bố của mình cũng vì cái cầu này nên là cũng chôn vốn tại từ đó tới bây giờ luôn. Thì các bạn có thể nhớ, các bạn có coi hai cây cầu này thì các bạn nhớ coi cái video trước đó nhé. Hai cái cầu này thì ra nếu mà khi mà hệ thống giao thông của Nhân Trạch khép kín ấy, mà có hai cây cầu này ấy, thì nó tạo cho Nhân Trạch một sức mạnh cực kỳ lớn nha. Vì sao? Hiện tại cái điểm kết nối đầu tiên của Nhân Trạch với thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó chỉ là cái điểm kết nối này. Đây, kết nối này, điểm kết nối của đường Trần Phú này. Đường Trần Phú với 39. Cái đường Trần Phú này nó thuộc xã Phước Thiền nha các bạn. Đây là xã Phước Thiền này. Thì hiện tại cái xã Phước Thiền là một cái xã rồi. Thằng đánh giá nó là, theo hiện tại thằng đánh giá nó cực kỳ là đẹp. Theo đánh giá nó là đẹp nhất hiện tại. Bởi vì sao? Nó có cái điểm kết nối đầu tiên với cả thành phố Hồ Chí Minh, và qua bên kia nữa là Long Thành, là khu nghệ có Amata, và đi thẳng lên trên nữa đó là rất nhiều ông lớn như Sun Gold hay là Aqua City, rồi là rất nhiều dự án lớn ở phía trên Long Phước. Ok, và cái vị trí ví dụ ở đây là vòng xoay, đây là vòng xoay này, đây là vòng xoay Bến Cam này, ngã tư Bến Cam này, các bạn nhìn này, đây đấy vị trí này, vị trí Thắng đang ngồi này, đây đó, thì Thắng lấy cái vị trí ngã tư Bến Cam này làm chuẩn nhá. Thì từ đây ví dụ những bất động sản, đúng không, đầu tư những bất động sản ở quanh khu vực này đi, thì Thắng đánh giá khu vực này đang là rất là phát triển. Thì các bạn biết đầu tư đây, thì ví dụ ở đây chúng ta có thể đi lên Long Thành một cái, đi lên Sài Gòn, chúng ta đi lên thành phố Hồ Chí Minh rất là nhanh, chúng ta chỉ mất từ khoảng 20 đến 25 phút thôi là chúng ta có thể qua bên đó thành phố Thủ Đức. Ok, đi theo tuyến cao tốc này, hoặc chúng ta có thể đi thẳng qua bên đây là Tam An và khu công nghệ cao, khu công nghiệp Long Thành, trên đây là Aqua City, Sun Gold Long Thành, một hệ thống các ông lớn nằm ở ven sông bên đây. Ven sông bên đây cũng là một hệ thống các ông lớn nha, cực kỳ là tuyệt vời nha. Giống như Nhân Trạch. Ok, rồi chúng ta chạy từ điểm này, từ vòng xoay này chúng ta rẽ qua tay phải, chúng ta chạy lên thị trấn Long Thành. Và từ thị trấn Long Thành này chúng ta có thể đi vào sân bay Long Thành rất là nhanh, như khoảng 4-5 cây thôi. Ok, rồi
từ cái vị trí vòng xoay này chúng ta đi ngược lên phía theo cái con chuột của Thắng thì chúng ta chạy thẳng lên khu công nghiệp, và từ khu công nghiệp này chúng ta cũng chạy thẳng tới đường 25C này. Đây các bạn nhìn thấy này, đường Nguyễn Ái Quốc này thì được gọi là đường 25C đó. Thì từ đường 25C này chúng ta sẽ chạy thẳng vào sân bay Long Thành. Tuyến đường 25C là một cái tuyến đường chính của Nhân Trạch để chạy thẳng vào sân bay Long Thành nha các bạn. Đây, tuyến đường 25C đây. Tuyến đường chính đây, Nguyễn Ái Quốc này. Đấy. Nguyễn Ái Quốc này, chạy thẳng vào sân bay Long Thành. Tới thẳng vào sân Long Thành nhé. Và khi cái tuyến đường này là tuyến đường nằm ở giữa huyện Nhân Trạch này, chạy đôi chạy vào sân bay Long Thành nhau. Thì cái cầu vành đai 3 được sẽ được kết nối vào cái tuyến đường này. Ok, chúng ta đi từ Sài Gòn, chúng ta chạy qua Nhân Trạch, chúng ta đi tuyến vành đai 3 này. Đi sân bay thì cũng kết nối vào đường này rồi chạy ra sân bay. Ok. Hay là cầu Cát Lái thì chúng ta cũng chạy dự kiến cầu Cát Lái nằm đây nha. Tại vì cầu Cát Lái là cái vị trí của cầu Lái từ nó rất là nhức đầu nên từ giờ là cũng chưa biết thế nào, nhưng hiện tại cái vị trí các bạn mặc định nhất là ở đây đi, thì khi mà chạy tới đây chúng ta cũng sẽ đấu nối vào đường 25C rồi chúng ta cũng chạy thẳng tới sân bay Long Thành đó, thì mọi thứ đều dẫn tới 25C hết. Ok, rồi chúng ta trở lại với tình thì đấy, chúng ta chạy lên đây để kết nối vào đường 25C chạy ra sân bay Long Thành. Và nếu chúng ta chạy thẳng xuống nữa thì sao? Từ ngã từ 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 Bến Cam này, từ cái điểm đầu nối này chúng ta chạy thẳng xuống nữa qua đường Nguyễn Ái Quốc thì chúng ta sẽ chạy thẳng tới dưới đây, xuống đây dưới đây đó là cảng cảng Phước An, và đâu chúng ta sẽ có thể đấu nối trực tiếp với cả cao tốc Bến Lức Thành phố Hồ Chí Minh, à cao tốc Bến Lức Long Thành, và từ đây chúng ta có cái cầu Phước An qua đến cảng Cái Mép. Ok, cảng Cái Mép là một cái cảng mà cảng nước sâu lớn của miền Nam chúng ta nha, cực kỳ lớn đó. Đó thì Nhân Trạch thì chúng ta có cũng gần một cái cảng, đó là cảng Cát Lái, và hệ thống sông ngòi dày đặc như vậy nó rất là thuận tiện cho cái việc xuất nhập khẩu và những doanh nghiệp nước ngoài rất là thích như vậy. Ok, các bạn tưởng tượng là ví dụ một cái container đi, thì một cái xe đầu kéo chỉ chở được một container thôi, nhưng mà nếu mà một cái tàu ấy nó mà chở được rất là nhiều container trên đó thì có phải cái chi phí vận chuyển chúng ta rất là ít phải không? Những cái vị trí khác, ví dụ những cái tỉnh khác ấy mà xung quanh mà không có sông, không có hệ thống sông, mà không có hệ thống cảng ấy, thì rất là khó để phát triển khu nghiệp. Mà khi mà có khu nghiệp về rồi ấy, khu nghiệp nhiều khu nghiệp ấy, khu nghiệp này 10 khu nghiệp này, rồi là kế đây là khu công nghệ cao này, rồi chỗ này là một cái làng đại học của Phước Thiền này, thì khi mà có nhiều những cái khu nghiệp, những cái vệ tinh lớn như vậy thì có nghĩa là cái con người họ đổ về đây rất là nhiều, và cái nhu cầu nhiều thì cái nhu cầu bất động sản nó không tăng lên các bạn, nhu cầu bất động sản đâu tăng lên đâu mà có nhu cầu người đổ nhiều về về nhiều như vậy ấy. Thì chắc chắn rằng cái bất động sản sẽ luôn 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 mang theo thời gian. Ok rồi, để Thắng quan sát xem Thắng còn có gì không nhỉ. À đúng rồi, bây giờ Thắng chỉ phân tích còn một hướng nữa, ví dụ ở ngay cái ngã tư Bến Cam này này, tại vì ngã tư này Thắng đang đánh giá nó là trung tâm của ngã tư Phước Thiền này này, ngã tư Bến Cam này thuộc xã Phước Thiền, Thắng được đánh giá nó là trung tâm. Thì có một cái hướng nữa Thắng muốn nói, đó là hướng này hướng rẽ về phía dưới đây, rẽ về phía dưới đây để chúng ta đi đâu, để chúng ta chạy ngược lên trung tâm huyện nhá, trung tâm huyện Nhân Trạch ở trên đây, và chạy ngược về phía cầu Vành Đai 3. Đây, cầu Vành Đai 3 nằm ở đây này đó, chạy theo đường DT769 đây các bạn này. Đây chúng ta sẽ chạy theo cái đường DT769 này để chúng ta chạy về đấu nối với đường Vành Đai 3, và chúng ta sẽ chạy lên Sài Gòn theo tuyến đường Vành Đai 3 này. Chính vì vậy cái vị trí này cực kỳ là tuyệt vời, và hơn thế nữa Thắng cảm thấy ở đây nó có một vị trí vòng xoay này, chết đây vòng xoay, đây vòng xoay Bến Cam này, nó có hệ thống sông này, các bạn nhìn này, sông này đó, hệ thống này, các rạch sông này, cái nhánh sông từ sông Đồng Nai đi vào này cũng khá là lớn nha, đó nó tạo ra cho Phước Thiền một cái vị trí rất là mát mẻ và tuyệt vời. Bên đây là làng đại học này, đại học y này đó, và các bất động sản ở cái quanh cái vị trí cao tốc này này, bên đây là sông này, bên đây là cao tốc này, thì tất nhiên những cái vị trí này các ông lớn không thể nào bỏ qua được, và về sau những cái bất động sản cực kỳ đẹp sẽ nằm ở đây. Ở ngoài đây thì hiện tại nó đang là ruộng đấy các bạn, mà bây giờ Thắng cảm nhận là những cái nơi nào mà nó có tiềm năng phát triển đấy, mà nó đang là ruộng thì những nơi đó về sau nó rất là đẹp, bởi vì sao, nó được quy hoạch rất là đồng bộ, nó không như khu dân cư hiện hữu. Ok
Ở đây là khu công nghiệp, chạy lên là khu công nghiệp đây các bạn này. Từ đây chạy lên đây có khoảng độ hơn 1 km, có 1 km thôi thì chúng ta gặp khu công nghiệp. Và khu công nghiệp này khá là nguyên cụm khu công nghiệp ở Nhân Trạch này rất là lớn. Chính như vậy khi mà tan ca, cái tầm tan ca ấy, họ sẽ đổ về đây rất là nhiều. Và cái vị trí của Nhân Trạch nó được cái lợi thế nữa là sao? Khi mà sân bay Long Thành ấy, mà khai thác được hết 100 triệu khách ấy, ai được một nửa thôi. Sân bay Long Thành nằm đây. Mà khi mà thực ra ở sân bay Long Thành ở gần quá thì Thắng không thích nha. Ở gần sân bay quá thì Thắng không thích. Rất là ồn và rất là ồn ào và nói chung là không thích. Thắng muốn cách ra sân bay khoảng cách sân bay Long Thành ra khoảng vài cây, 5 đến 10 cây, 5 cây được, 5 đến 10 cây được rồi. Bán kính đó, 5 cây, 5 6 cây là đẹp nhất. Thì Nhân Trạch ấy nó đáp ứng được một cái vị trí là từ sân bay Long Thành ấy đi ngược về Nhân Trạch này có khoảng 5 đến 7 cây thôi. Đó, mà một năm mà sân bay Long Thành mà khai thác được 20 triệu khách hay 50 triệu khách hay 100 triệu khách như vậy thì họ đổ về thì có nghĩa là cái lượng tiền họ đổ về Nhân Trạch rất là nhiều. Đúng không? Họ đi về Nhân Trạch bây giờ rất là dễ nha. Khi mà sân bay Long Thành mà được mở ra thì họ đi về Nhân Trạch rất là dễ, bởi vì sao? Cái tuyến đường Nguyễn Ánh Quốc này này sẽ đâm thẳng vào sân bay Long Thành. Hàm C đó thì họ sẽ chạy về tuyến đường này. Khi mà họ chạy tuyến đường này đó, gặp vòng xoay này này thì họ có thể chạy thẳng về chân vòng xoay này gọi là đường Trần Phú này, đường 319 ấy, thì họ có thể chạy thẳng về Phước Thiền này. Đấy, đi lên cao tốc này hoặc chạy thẳng về dưới đây đi lên đưa lên vành đai 3 đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đi lên đi chạy về đây còn chạy thẳng về Phước Thiền này, đi lên cao tốc và đi lên thành phố Hồ Chí Minh cũng được. Hoặc họ có thể hoặc là họ có thể về những khu dân cư đây họ sử dụng những cái dịch vụ, những cái tiện ích của những khu dân cư gần đây. Nhìn rộng ra thì thật sự là Nhân Trạch rất là đẹp các bạn, tuyệt vời đúng không ạ? Thấy rất là tuyệt vời, bởi vì khi mà hệ thống, tất cả những hệ thống giao thông đường bộ mà được khép kín như vậy thì đúng Nhân Trạch một đang là một cái như kim cương đó các bạn. Các bạn nhìn kỹ thôi đấy, tất cả mọi thứ xung quanh đang hỗ trợ Nhân Trạch rất là nhiều, được không ạ? Thì qua những cái video này mà Thắng có giải thích phần nào mà nó có thiếu sót ở chỗ nào đó, hay là bạn cần thông tin ở một chỗ nào đó, hoặc là hay là Thắng sai thì bạn có thể hoàn toàn có thể comment trên đó để có những cái có thể là Thắng không biết hết, đúng không? Có những cái có thể là Thắng không biết hết, thì có những cái Thắng không có thể nói sai đi, biết rằng nói sai thì bạn có thể hoàn toàn giúp đỡ Thắng để comment để Thắng hoàn thiện những video sau sao cho nó tốt hơn và bài bản hơn. Thì để Thắng rà soát lại một xíu nữa xem có cần gì, có cái gì cần nói về cái việc Nhân Trạch nữa không nhé. Ok, Thắng nghĩ là chắc video vừa rồi Thắng cũng nói khá là đầy đủ rồi. Nghĩ là khá là đầy đủ rồi thì Thắng sẽ tóm tắt lại một hai phút Thắng sẽ tóm tắt lại thôi. Thì Nhân Trạch ấy xung quanh ba mặt giáp sông. Phía trên đây là sẽ có cao tốc. Đây, phía trên đây có cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ok, phía dưới này thì sẽ được bao bọc bởi cao tốc Bến Lức Long Thành. Ok, rồi phía bên đây sẽ là thành phố Hồ Chí Minh, ôm hết thành phố Thủ Đức nha. Thành phố Thủ Đức, thành phố Thung lũng Silicon đó, thành phố thông minh sáng tạo đó. Và đó, ôm xuống đến Cần Giờ. Ok, rồi phía bên tay phải của chúng ta đó là gì? Đó là Long Thành, nơi có một tuyến đường quốc lộ 51 bắt từ Biên Hòa xuống Vũng Tàu. Và song song với quốc lộ 51 đó là một cái tuyến đường tiếp theo, đó là cái tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, một tuyến đường cũng rất là quan trọng mà hiện tại chưa được khởi công. Rồi, và khi đi qua cao tốc ấy thì đó là cái gì? Một siêu dự án sân bay Long Thành với công suất khi mà hoàn thiện là 100 triệu hành khách một năm. Giai đoạn một chúng ta sẽ đón 20 triệu khách một năm. Và cái vị trí của Nhân Trạch ấy cách cái sân bay Long Thành ấy từ khoảng 5 đến 7 km. Chính vì vậy nó một vị trí cực kỳ thuận lợi. Và Nhân Trạch có tất cả 10 khu công nghiệp và có hệ thống sông ngòi dày đặc xung quanh thì rất thuận tiện cho cái việc phát triển về xuất khẩu. Và khi có khu công nghiệp như vậy thì cái nhu cầu sống và nhu cầu làm việc, nhu cầu an cư lập nghiệp thì rất là nhiều. Và có cái sân bay Long Thành mà lượng khách mà đổ về nữa thì sẽ khai thác được rất nhiều những cái dịch vụ ở Nhân Trạch này. Ok, và hiện tại Nhân Trạch, cái trung tâm của Nhân Trạch hiện tại Thắng đánh giá đó là không phải phía bên đây nhá, bên đây đang chưa đánh giá cao nhé, tại vì bên đây sao,
Bên đây thì rất là đẹp, bên phía Long Tân, Phú Thạnh hay là bên Cát Lái rất là đẹp, nhưng mà hiện tại chưa có sự kết nối nên Thăng không đánh giá là cao. Hiện tại Thăng đánh giá khu vực Phước Thiền là một khu vực rất là tốt. Bởi vì sao? Nó có cái đường đấu nối lên thành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, và như trong video Thăng phân tích rồi, có bốn ngã bốn đi theo bốn hướng thì có những bốn xung quanh là bốn cái kết nối, đều cho chúng ta những cái tiện ích và những cái tuyến giao thông thuận tiện cho cái việc đi lại. Ok, và cái video ngày hôm nay thì cũng 25 phút rồi, thì Thắng xin kết thúc video tại đây, và Thắng xin cảm ơn bạn đã xem hết cái video này, đặc biệt là những các bạn coi tới cái giây phút này, thì Thắng hy vọng rằng video sẽ cung cấp cho các bạn tổng quát những cái kiến thức về huyện Nhân Trạch. Và khi các bạn xuống Nhân Trạch thì các bạn hoàn toàn có thể alo cho Thắng, chúng ta cùng cà phê hay là cùng đi khảo sát về bất động sản. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.